Xin kính chào quý bà con. Trong video hôm nay, cây giống Tiên Garden xin giới thiệu đến quý bà con về cây táo Thái đang có ở chỗ Tiên cho bà con xem nha. Cây táo Thái này là một trong những giống cây ăn quả dễ trồng, dễ chăm sóc và thời gian cho trái của nó khá là sớm nha bà con. Cây táo Thái mà Tiên đang quay cho bà con xem, cây này là cây ghép nha. Và thời gian cho trái của nó sau khoảng 6 đến 8 tháng trồng nha bà con. Và cây táo Thái này là một trong những giống cây ăn quả sen canh lấy ngắn nuôi dài hiệu quả, được nhiều quý bà con ưa chuộng hiện nay vì cái thời gian cho trái của nó sớm cũng như là nó dễ trồng và cũng như dễ chăm sóc nha. Và để biết thêm về giống cây táo Thái này cũng như là những giống cây ăn quả khác, quý bà con hãy gọi về số điện thoại là 0343434651 để được tư vấn nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Xin chào bà con.